An ban đầu từ chối, nhưng Minh khuyên nhủ, và cuối cùng anh đồng ý. Họ gặp nhau trong một khu vườn yên tĩnh, nơi Minh hướng dẫn An cách tìm lại sự bình yên bên trong thông qua thiền định. Dạo này thì mình thấy cũng có nhiều video, nhiều kênh mà làm về đạo lý, làm về kênh về truyền cảm hứng ha, ở trên TikTok hoặc là trên YouTube. Thì mình thấy cũng hay, tức là cũng có một số cái nội dung cũng khá là hay, và một số nội dung thì đương nhiên nó cũng chưa có được hay lắm. Thì mình cũng có một lần mò ra và mình xem được ở trên TikTok có một số kênh, ví dụ như kênh này, thì họ đã làm ra những cái video kiểu như thế này, về tư duy tặng quà hoặc là về dưỡng tâm học chẳng hạn. Video nói về cái cách mà tư duy rồi kiểu như là không bỏ cuộc đấy, đổi mới bắt đầu, quản lý tài chính, im lặng là trí tuệ. Nói chung là một số cái nội dung mà về truyền cảm hứng cho người ta, hoặc là nội dung mà về nói đạo lý ha, cách mà để sống như thế nào, cách làm việc như thế nào. Thì thực tế mình thì mình cũng không phải là cái gu làm những cái video như thế này, mà mình thường những video này thì mình cũng ít xem lắm. Nhưng mà cũng có nhiều anh chị hỏi mình là cách làm những video kiểu như thế này thì sẽ làm như thế nào. Thì hôm nay á, trong video này á, Tuấn sẽ chia sẻ cho các anh chị từ A tới Z các cách để mà chúng ta làm những cái video kiểu như thế này ha. Chúng ta chỉ cần sử dụng một công cụ duy nhất, và chúng ta có thể sử dụng làm tất cả những cái kịch bản, hình ảnh, là tất cả mọi thứ ha. Chúng ta chỉ cần một công cụ AI duy nhất thôi, và chúng ta có thể tạo nó ha. Thì anh chị hãy xem hết video này để chúng ta xem cách làm như thế nào nhé. Nếu đây lần đầu tiên mà anh chị đến với kênh của mình thì mình xin giới thiệu ha. Mình là Tuấn từ website nghecongso.com, và channel của mình thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI cũng như là ứng dụng vào thực tế, ứng dụng vào cuộc sống, làm những cái video quảng cáo, hoặc là anh chị có thể dùng nó để mà làm cho giáo dục, làm cho nhiều cái ngành nghề khác nhau nữa ha. Anh chị có thể ủng hộ mình bằng cách một like, một subscribe video này nhé. Cảm ơn anh chị nhiều, và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ dựa vào những cái video như thế này. Ví dụ như ở trong đây có nhiều cái video mà nói về đạo lý ha, hoặc là một số video mà nói về cái cách mà tư duy hoặc là đổi mới chẳng hạn. Cơ bản là những cái nội dung giống như là cái cách mà làm đạo lý thôi. Thì dựa vào đây á, mình sẽ thử làm một cái đạo lý như thế này ha. Mình sẽ vào trong ChatGPT, mình hỏi nó là bây giờ mình muốn làm một cái chủ đề về giáo dục đạo lý, về sức mạnh của tĩnh tâm chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ nhờ ChatGPT viết cho mình một kịch bản thật chi tiết về chủ đề này. Thì bên dưới này các anh chị sẽ thấy nè, chúng ta sẽ có một cái kịch bản từ ChatGPT 4o, và nó sẽ viết cho chúng ta kịch bản như thế này ha. Phần mở đầu nè, là hình ảnh một người đàn ông ngồi trước máy tính ha, có âm thanh của phố phường vang lại nè, rồi cuộc sống này căng thẳng ha, anh vội vã kiểm tra email, trả lời điện thoại chẳng hạn, tay thì gõ bàn phím. Sau đó thì anh ta thấy trên tường một cái bức tranh về chữ tĩnh tâm là sức mạnh chẳng hạn. Đấy, sau đó thì anh mới quyết định là bắt đầu tập thiền mỗi ngày ha. Rồi quay lại cảnh làm việc thì anh xử lý công việc nó bình tĩnh hơn, không vội vàng chẳng hạn. Đó là cái kịch bản đầu tiên mà ChatGPT 4o nó viết cho chúng ta. Nhưng mà mình thấy kịch bản này có vẻ là nó chưa có được drama cho lắm, nó chưa được nhiều tình tiết cho lắm. Thì mình sẽ yêu cầu nó là bổ sung các kịch bản này á, cho thêm nhiều cái tình tiết hơn nữa, ví dụ như thêm nhiều cái drama hơn nè. À, thì nó sẽ viết cho mình một kịch bản mới. Lần này thì kịch bản nó sẽ dài hơn, và nó sẽ dài hơn nhiều. Ví dụ như anh chị có thể thấy nè, cảnh sáng sớm nè, thì nhân vật này á đang ngồi trước máy tính ha, âm thanh ồn ào còi xe chẳng hạn. Rồi anh chuẩn bị cùng một cuộc họp online với sếp. Sếp của anh ta thì có vẻ là không hài lòng với cái tiến độ công việc của anh chẳng hạn, thì anh bị ngắt lời liên tục và anh bị căng thẳng tột độ á. Đấy, cuối cùng thì anh về nhà thì anh cũng không có trò chuyện gì với vợ hết ha, và vợ anh cũng khá rất là bội tại vì anh cứ bị cuốn vào công việc ấy. Rồi tiếp theo thì các cuộc gặp gỡ quan trọng, ví dụ như anh gặp bạn Minh nè, dân dẫn anh đến một cái khu vườn yên tĩnh nè, rồi sau đó thì anh cảm thấy nó đỡ khó chịu hơn. Đấy, từ từ thì anh sẽ có một cái cuộc, nó cũng bắt đầu nó cũng căng thẳng trở lại nè. Đó, khi mà sếp ra quyết định sa thải một số nhân viên nè, thấy không? Đấy, thì nó sẽ trở nên drama hơn, kịch tính hơn rất nhiều hơn chị. Cuối cùng thì anh mới quay về và thấy vợ con thì ngồi trên sofa nè, anh quyết định ngồi xuống nói chuyện với họ nè. Cảnh cuối cùng là anh đi vào trong một công viên và anh nở một nụ cười nhẹ nhàng nè. Đấy, đó là một cái kịch bản mới mà ChatGPT 4o đã viết cho chúng ta. Thì bây giờ sau khi có kịch bản rồi, mình sẽ yêu cầu ChatGPT 4o là dựa vào cái kịch bản này
hãy tạo cái hình ảnh để minh họa chi tiết các phân cảnh trong kịch bản ha, thật là chi tiết. Hình ảnh thì siêu thực nè, cố định cho nhân vật và xuyên suốt các luồng ảnh ha. Hình ảnh thì có tỷ lệ 96 và bắt đầu tạo ảnh. Trong ChatGPT 4 hiện tại thì nó cũng có thể tạo ảnh cho chúng ta theo cái luồng ảnh xuyên suốt như thế này, tức là chúng ta chỉ yêu cầu một lần như vậy thôi, và nó sẽ dựa trên kịch bản, nó sẽ tạo ra cho chúng ta tất cả hình ảnh ha, không cần tạo từng hình ảnh như lúc trước nữa. Ví dụ như bây giờ nó sẽ tạo cho chúng ta phân cảnh đầu tiên nè, là hình ảnh mà người này đang ngồi trước máy tính nè, căng thẳng ha, phía dưới là phố phường đang tấp nập ha, rồi người này có một cuộc họp online với sếp nè, đấy sếp người ta có vẻ cũng không có vui vẻ gì lắm ha, anh về nhà nè, gặp vợ và cũng rất là căng thẳng với vợ ha, có một cuộc tranh cãi tại nhà này chẳng hạn. Cuối cùng thì anh gặp một người tên Minh ha, và người này nói với anh về cái sự tĩnh tâm đấy, rồi bắt đầu anh tập thiền định ha, rồi anh quay lại công việc, và quay lại công việc thì lần này anh trở nên là bình tĩnh hơn ha, và gia đình thì cũng bắt đầu hàn gắn mối quan hệ đấy ha. Mình thấy hình ảnh này thì nó cũng đang khá là hơi ít á, thì mình mới yêu cầu thêm là tạo thêm một số hình ảnh phụ chẳng hạn, ví dụ như thế này, nó sẽ tạo ra một số hình ảnh phụ, ví dụ như hình ảnh này nó có là hỗn loạn ở trong tâm trí của anh An này, khi mà tất cả những kỹ thuật số rồi dòng dữ liệu nhiều á, nói chung là nhiều thông tin ấy, thì anh An sẽ bị hỗn loạn chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta tạo hình ảnh trong ChatGPT 4o đôi khi nó sẽ gặp một tình trạng giống như này. Khi mà chúng ta tạo hình ảnh theo một cái luồng ảnh như vậy á, thì chúng ta tạo hình ảnh mà quá nhanh quá nhiều á, thì đôi khi nó sẽ bị tình trạng là ray limit như thế này ha. Thì anh chị phải chờ một thời gian, có thể là vài phút hoặc là vài chục phút gì đấy, thì chúng ta sẽ tiếp tục tạo lại cái hình ảnh khác. Đấy, nó sẽ tạo thêm một số hình ảnh khác cho chúng ta ha. Những hình ảnh này rất là đơn giản và nó rất là dễ tạo ha anh chị. Ở trong ChatGPT 4o chúng ta không cần nhiều kỹ thuật về hình ảnh cũng như kỹ thuật về room để chúng ta tạo. Chúng ta chỉ cần mô tả bằng tiếng Việt là chúng ta có thể tạo được rồi. Đấy. Rồi sau khi mà có kịch bản xong á, thì mình sẽ cần cái lời thoại của nhiều người dẫn chuyện đúng không? Thì mình sẽ yêu cầu tiếp là dựa vào cái kịch bản ở trên á, viết cho mình một cái lời thoại của người dẫn chuyện nè. Rồi mình muốn là có duy nhất một cái người dẫn chuyện thôi, nhưng mà đóng vai của tất cả nhân vật. Ví dụ như người dẫn chuyện sẽ kể về An, rồi cuộc sống của An, rồi tranh cãi với vợ, thì người dẫn chuyện đọc luôn cái lời thoại người vợ chẳng hạn. Nếu mà anh chị mà muốn làm theo những cái lời thoại của riêng của những nhân vật thì cũng được thôi, chúng ta sẽ làm nhiều thôi, tức là tách lời thoại nhân vật người vợ ra, rồi tách lời thoại của cái anh Minh này ra. Nhưng mà ở đây thì mình không muốn vậy, mình muốn là một lời thoại và người dẫn chuyện đọc từ đầu tới cuối luôn, xuyên suốt luôn, tại vì mình cũng muốn tạo một video kiểu nhanh ấy, thì mình cũng không có muốn mất thời gian nhiều á. Thì mình sẽ viết như vậy, và ở đây ChatGPT 4o sẽ dựa vào kịch bản ở trên, nó sẽ viết cho chúng ta tất cả những cái lời dẫn chuyện như thế này ha. Ví dụ như kể về An nè, lời của cái anh An đó nè, nói nè, làm nhanh thôi không để mọi người thất vọng gì đấy. Rồi đến cuộc họp thì cái đây là lời của sếp Hùng nữa ha. Rồi đây rất là nhiều lời anh chị, và chúng ta sẽ có một cái lời dẫn chuyện như thế này, chúng ta sẽ có những cái nội dung như thế này. Bây giờ công việc của chúng ta tiếp theo á, là chúng ta sẽ copy tất cả những nội dung này vào trong một công cụ để chúng ta tạo thành giọng nói ha, để chúng ta tạo những cái kênh giống như thế này nè. Kênh thế này thì cũng sử dụng giọng nói AI thôi. Chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều giọng nói AI anh chị. Nếu mà sử dụng tiếng Việt á, thì anh chị có thể sử dụng VB hoặc là FPT AI chẳng hạn. Nhưng một công cụ mà mình thường sử dụng nhất á, là mình sẽ sử dụng công cụ là TTS OpenAI ha. Sau khi mà chúng ta có được cái phần dẫn chuyện ở trong đây á, thì anh chị sẽ copy cái phần này vào trong TTS OpenAI ha. Đây công cụ miễn phí mà anh chị có thể sử dụng và không cần đăng nhập tài khoản luôn nữa. Chúng ta có thể vào cái trang web là TTS OpenAI, chúng ta đưa cái nội dung vào đây thôi. Sau đó bên này thì chúng ta sẽ chọn một cái giọng đọc, ví dụ như giọng đọc đây có thể là giọng đọc người hơi lớn tuổi một tí đi, mình sẽ chọn cái giọng đọc này. Đấy, chị có thể nghe thử đây ha. Tốc độ đọc có thể nhanh hoặc chậm gì đấy, chúng ta có thể nghe thử và chúng ta có thể chọn. Khi mà xong hết rồi thì chúng ta sẽ bấm vào Play Speech ha. Thì nó bắt đầu tạo ra cho chúng ta những cái phần âm thanh ha anh chị. Đấy, nó đã xong cái phần đoạn đọc đầu tiên rồi đây, chúng ta chỉ cần download về. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần âm thanh khác chẳng hạn, ví dụ như thế này. Nếu mình chị muốn làm theo một cái đoạn như thế này á, mà chúng ta chuyển thành một lần luôn thì cũng ok thôi. Còn đây mình chuyển thành nhiều lần cũng được. Mình chuyển thành nhiều lần để mình dễ phân tách ra ở trong các video mà sau này mình sẽ làm á, để cho ở phần âm thanh nào thì của cái luồng nhân vật nào á, thì cho chúng ta dễ biết được. Còn nếu không thì chúng ta làm tất cả mọi thứ cũng được.
Sau khi chúng ta đã có phần hình ảnh rồi, phần audio thì chúng ta cũng đã chuyển ở trong TTS OpenAI xong rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở cấp cách lên ha. Rất đơn giản thôi, chúng ta mở cấp cách lên và chúng ta đưa cái phần hình ảnh và cái phần âm thanh nó vào. Sau khi mà đưa vào thì chúng ta sẽ căn chỉnh lại những cái tấm hình này ha. Ví dụ như ở từng cái khung cảnh nào đấy thì nó sẽ xuất hiện những cái khung hình nào, thì chúng ta sẽ đưa vào đây và chúng ta sẽ căn chỉnh vào đây ha. Sau đó chúng ta sẽ đưa những cái phần âm thanh vào. Giả sử như khi mà vào trong đây á, anh chị mà thiếu những hình ảnh nào á, thì chúng ta sẽ quay lại ChatGPT và chúng ta sẽ tạo tiếp một hình ảnh đó ha. Chúng ta sẽ đưa vào đây và chúng ta sẽ căn chỉnh tùy vào cái thời gian như thế nào đấy. Ở cái phần nào mà lời thoại của nhân vật đọc á, thì chúng ta sẽ cho những cái hình ảnh này nó phù hợp vào đây. Sau khi mà chúng ta cho hết rồi thì anh chị có thể chọn vào phần hiệu ứng để chúng ta có thể tạo ra những cái hiệu ứng chuyển động của hình ảnh này. Chúng ta có thể chọn được những cái hiệu ứng như thế này để cho làm cho video chúng ta sống động hơn nha. Sau khi mà căn chỉnh xong phần hình ảnh và phần âm thanh rồi á, anh chị nếu mà cần thêm cái phần script, tức là cái phần mà nội dung nó chạy như thế này nè, thì chúng ta cũng làm rất là dễ dàng trong cấp cách ha. Chúng ta vào phần caption, ở đây chúng ta sẽ chọn phần Vietnamese ha, và chúng ta sẽ bấm vào generate thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái phần caption như thế này. Anh chị có thể tùy chỉnh cái phần caption ở lại, vào phần caption này chúng ta sẽ tùy chỉnh những cái phần nội dung lại ha, cho nó phù hợp. Chỗ nào bị sai chính tả thì chúng ta sẽ chỉnh lại. Phần text này á, thì chúng ta có thể chỉnh phông chữ này, hoặc là chỉnh theo các kiểu chữ, màu chữ như thế nào đấy cho nó xuất hiện ha. Cuối cùng á, thì chúng ta sẽ xuất video này ra ha, và chúng ta đã có một cái video hoàn chỉnh rồi. Nếu như anh chị mà cần giới thiệu những cái sản phẩm nào của chúng ta thì chúng ta sẽ thêm vào ở phần đầu hoặc phần cuối hoặc là ở giữa video gì đấy, đó là tùy theo anh chị ha. Chúng ta có thể thêm vào. Cuối cùng thì chúng ta sẽ export ra và chúng ta có một kết quả. Đây là An, một người đàn ông trẻ tuổi, ngày ngày ngồi trước màn hình máy tính. Thành phố ngoài kia không ngừng náo nhiệt, nhưng trong lòng An, áp lực công việc dồn nén như một cơn bão không hồi kết. Những thông báo cứ tràn vào màn hình, đè nặng tâm trí. Mỗi email, mỗi deadline như một tảng đá nặng đè lên đôi vai anh. Phải làm nhanh thôi, mình không thể để mọi người thất vọng. An cố gắng làm việc, nhưng áp lực như một ngọn núi cao. Anh ta cảm thấy mình đang dần mất đi sự kiểm soát. Cuộc họp online với sếp Hùng bắt đầu. Hùng nhìn chăm chăm vào An từ màn hình, giọng nói của ông không chút nhẹ nhàng. An, tiến độ dự án này quá chậm. Nếu không hoàn thành kịp thời gian, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. An cố gắng giải thích, nhưng tiếng nói của anh không được lắng nghe. Màn hình nhấp nháy, tín hiệu bị gián đoạn, càng khiến anh thêm căng thẳng. Chết tiệt, phải làm sao đây? Mình không thể kiểm soát được gì nữa. Về đến nhà, An không còn là chính mình. Vợ anh, Hà, đang ngồi trên ghế, ánh mắt cô tràn đầy thất vọng. Cô cố gắng nói chuyện với An, nhưng sự lạnh lùng từ anh khiến mọi thứ thêm nặng nề. Anh không còn quan tâm gì đến gia đình nữa, lúc nào cũng chỉ có công việc. Anh nghĩ rằng điều đó sẽ kéo dài bao lâu nữa. Anh không có thời gian cho những chuyện này, anh mệt mỏi rồi. Cuộc cãi vã trở nên gay gắt hơn, Hà tức giận rời khỏi phòng, để lại An ngồi đó một mình, trống rỗng và lạc lối. Vài ngày sau, An nhận được cuộc gọi từ Minh, người bạn cũ của anh. Minh mời An đến gặp gỡ. Đôi khi, anh cần phải lùi lại, An à. Đừng để công việc nuốt chửng cuộc sống của anh. An ban đầu từ chối, nhưng Minh khuyên nhủ và cuối cùng anh đồng ý. Họ gặp nhau trong một khu vườn yên tĩnh, nơi Minh hướng dẫn An cách tìm lại sự bình yên bên trong thông qua thiền định. Hãy nhắm mắt lại An, hít thở sâu, tập trung vào từng nhịp thở. Đừng nghĩ về công việc, đừng nghĩ về căng thẳng. Chỉ cần lắng. Sau vài buổi thiền, An quay lại làm việc. Lần này, anh vẫn đối mặt với áp lực từ công việc, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Trong cuộc họp, Hùng vẫn nghiêm nghị. Chúng ta đang ở giai đoạn quyết định, An. Mọi thứ phụ thuộc vào việc này. Nhưng thay vì căng thẳng, An giữ bình tĩnh. Anh nhắm mắt, hít thở sâu và tập trung vào hiện tại. Từng bước một, anh giải quyết công việc mà không còn hoảng loạn. Về nhà, An ngồi xuống cùng Hà. Ánh mắt cô đã thay đổi, không còn sự giận dữ như trước. An bắt đầu mở lời. Anh xin lỗi Hà, anh đã để mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nhưng bây giờ anh đang cố gắng thay đổi. Hà mỉm cười, nắm lấy tay An. Họ ngồi trò chuyện với nhau, cởi mở và chân thành. Em biết anh luôn muốn làm điều tốt nhất, nhưng đôi khi anh cũng cần phải nghỉ ngơi. Anh hiểu rồi. Từ giờ anh sẽ quan tâm đến mọi thứ hơn, không chỉ là công việc. Một buổi chiều, An đi dạo trong công viên. Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu qua những tán cây, tạo nên bầu không khí yên bình. An mỉm cười, cảm thấy sự bình yên từ bên trong, một cảm giác mà anh đã không có từ lâu.
Cuộc sống đôi khi đầy rẫy những áp lực và thử thách. Nhưng sức mạnh thực sự không đến từ việc cố gắng kiểm soát mọi thứ xung quanh, mà là học cách kiểm soát chính mình, tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Và chỉ khi tâm trí an lành, cuộc sống mới thật sự ý nghĩa. Đấy, đó là cái cách chúng ta làm hả anh chị? Cực kỳ đơn giản luôn, chúng ta chỉ cần sử dụng một công cụ là ChatGPT Plus thôi. Vì sao chúng ta cần dùng ChatGPT Plus? Bởi vì hình ảnh trong ChatGPT Plus nó tạo ra theo kịch bản, nó khá là sát ha. Và chúng ta cũng rất là dễ sử dụng trong cái công cụ này. Chúng ta chỉ cần nâng cấp lên bản ChatGPT Plus là chúng ta sử dụng được. Nếu anh chị sử dụng những cái kịch bản ở trong ChatGPT á, anh chị dùng qua bên Midjourney á, thì anh chị sẽ cần tốn phí thêm Midjourney nữa ha. Và kịch bản trên ChatGPT thì chúng ta cũng phải điều chỉnh lại cho nó phù hợp với lại câu lệnh ở trong Midjourney ha. Còn nếu mà chúng ta sử dụng một số nền tảng miễn phí á, ví dụ như là Copilot Image á, thì nó lại không tạo ra được hình ảnh kiểu như là tỷ lệ như chúng ta mong muốn. Nó chỉ tạo hình ảnh vuông thôi, thì nó cũng khá là bất tiện ha. Nên giải pháp tốt nhất để làm cái này á, là anh chị hãy nâng cấp một cái tài khoản ChatGPT Plus. Mình thì mình không có bán tài khoản đâu nha anh chị. Anh chị nên nâng cấp trực tiếp với lại ChatGPT Plus ở ngay trong tài khoản của anh chị luôn nha. Tuấn cũng có một khóa e-learning về AI để anh chị có thể sử dụng các công cụ AI thuần thục ha, kết hợp với các kiến thức và các kinh nghiệm của mình trong việc sử dụng AI trong thời gian qua, để chúng ta có thể làm những video, ví dụ như những video như thế này, những video quảng cáo cực kỳ chất lượng mà anh chị có thể xem ở trên group Facebook hoặc là ở trên YouTube ha. Đây là những video quảng cáo rất là đẹp ha. Mình cũng đã làm 100% từ trong AI nha anh chị, không có quay bất kỳ một shot nào ha. Đây là cái cách để chúng ta có thể sử dụng AI để ứng dụng nó vào thực tế và cuộc sống ha. Thì nếu anh chị quan tâm về cái khóa này, anh chị có thể xem đường link ở dưới mô tả nha. Mình sẽ để đường link dưới mô tả, anh chị sẽ đăng ký học thử và chúng ta có thể nâng cấp lên tài khoản VIP ha. Khi mà anh chị nâng cấp lên tài khoản VIP thì anh chị có thể xem được tất cả video trong khóa e-learning đó ha, cộng với các video mà sắp tới mình sẽ quay nữa. Tổng thời lượng khóa e-learning hiện tại nó khoảng 800 phút, là gần 13 tiếng đó. Thì chúng ta có thể học rất là nhiều kiến thức đó ha. Và dự kiến trong thời gian tới, trong cuối năm nay mình sẽ quay tổng cộng nó khoảng gần 1.000 phút để anh chị có thể học được các kiến thức AI chúng ta ứng dụng thực tế nha. Chúng ta không phải là học cho có hoặc là chúng ta chỉ học cho biết, chúng ta sẽ ứng dụng được thực tế vào công việc và cuộc sống luôn. Và anh chị khi mà có tài khoản VIP, chúng ta sẽ xem được tất cả toàn bộ video hiện tại và những video sắp tới mà mình upload lên, cũng như là nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của mình. Khi mà anh chị vướng mắc một cái vấn đề gì đấy, anh chị không làm được thì anh chị có thể inbox trực tiếp cho mình, hoặc là cũng có group để mà anh chị có thể hỗ trợ lẫn nhau ha. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ hoạt động ở trong cái khóa e-learning của mình. Thì mình rất là hy vọng sẽ gặp anh chị trong khóa e-learning này. Và ok, chúng ta sẽ gặp lại trong các video lần sau. Tuấn sẽ chia sẻ cho anh chị các case study mới, các case study hay để chúng ta có thể làm được nhiều thứ, chúng ta có thể xây kênh ha. Bye bye anh chị.